Chỉ vì một câu nói lỡ miệng, Huy Khánh đã để lộ chuyện bầu bì của Harry Won. Nhiều thông tin đáng ngờ về kế hoạch sinh con đầu lòng nhà Trấn Thành được hé lộ. Dân tình đang hết sức trông ngóng tin vui của nhà Trấn Thành Harry Won sau 3 năm kết hôn. Thậm chí trong status than mắt ối chóng mặt mới đây của nữ ca sĩ, showbiz đã ồ ạt vào chúc mừng sớm, dù sự thật là cô chỉ bị say xe mà thôi. Dù sao đi chăng nữa, chuyện mang bầu của Harry Won hứa hẹn sẽ sớm diễn ra vì cả hai vợ chồng nghệ sĩ đều đã úp mở kế hoạch trong các chương trình. Ở tập 1 show 4 là số 1 lên sóng hôm 12 tháng 5 này, nam diễn viên Huy Khánh có một câu nói nhưng ngầm xác nhận việc Harry Won sắp làm mẹ. Cụ thể, khi tham gia thử thách nhảy bao bố vượt chướng ngại vật, con gái Huy Khánh quên cởi tất mà đã chui vào bao. Phát hiện điều này, Harry Won sốt sắng chạy đến ẵm bé ra. Bà xã Trấn Thành ân cần cởi tất cho bé khỏi trượt ngã khi nhảy, khiến mọi người vô cùng cảm động. MC Hồng Phúc suýt xoa khen ngợi, Harry Won chăm sóc các bé chu đáo như bảo mẫu vậy. Huy Khánh nhanh nhậu cho biết, thì Harry Won phải tập để mốt có em bé mà. Harry Won chăm sóc con gái Huy Khánh cẩn thận và chu đáo. Vì một status than mệt, nữ ca sĩ bị nghi đang mang bầu bì, nhiều bạn bè thân thiết vào trêu chọc bà xã Trấn Thành, hy vọng cả hai vợ chồng sẽ sớm thông báo tin vui chính thức tới khán giả. Tiết lộ về số tiền trong sòng cờ bạc của nghệ sĩ Hồng Tơ vừa bị triệt phá. Ngày 8 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can tạm giam đối với Cao Văn Tơ, nghệ sĩ Hồng Tơ, giáp Thành Tây. Khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm di khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Hậu, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An về tội đánh bạc. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lúc 14:30 ngày 17 tháng 4, công an quận Tân Phú đã bắt quả tang các đối tượng Cao Văn Tơ, giáp Thành Tây, Nguyễn Văn Hậu, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An đang đánh bài ăn tiền tại quán cà phê nhớ kỷ niệm của Cao Văn Tơ tại địa chỉ số 52/1/12 đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Tang vật thu giữ gồm 3 hộp xí ngầu, 2 bộ bài tay chưa sử dụng, 1 bộ bài tay đã qua sử dụng, 1 cái tô, 1 tấm khăn vải trắng, 40 viên đá sỏi, 8 quân cờ tướng và gần 15 triệu đồng thu giữ trên chiếu bạc. Do tính chất vụ việc có liên quan đến người nước ngoài nên phía công an quận Tân Phú đã lập hồ sơ bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho công an thành phố Hồ Chí Minh. Phía công an đã khởi tố bắt tạm giam đối với nghệ sĩ Hồng Tơ cùng 6 người khác. Hiện Hồng Tơ bị tạm giam ở trại giam Chí Hòa để phục vụ việc điều tra. Được biết, nghệ sĩ Hồng Tơ tên thật là Cao Văn Tơ, quê tỉnh Tiền Giang, hiện đang sống tại đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Ông từng lập gia đình 2 lần. Hồng Tơ bước vào giới nghệ thuật từ con đường cải lương, sau đó chuyển sang lĩnh vực hài và nổi danh. Trong quá trình sinh sống làm việc, ông là một nghệ sĩ lắm tài nhiều tật. Nghệ sĩ này nhiều lần dính vào các vụ cá độ bóng đá, cờ bạc. Có thời điểm ông nợ nần và bị dân anh chị tới nhà đòi tiền. Sau đó ông này mất tích một thời gian dài trong làng giải trí. Nghệ sĩ Hồng Tơ từng chia sẻ, nhiều lần có ý định tự vẫn, mới đây ông trở lại làng giải trí thì bị cảnh sát bắt giữ. Câu nói thấm thía của cố nghệ sĩ Anh Vũ từng dành cho nam danh hài vừa bị bắt giam. Chỉ mới đây thôi, nhiều fan vẫn còn xem lại clip nghệ sĩ Anh Vũ xuất hiện trong show Ánh Hào Quang cùng đàn anh Hồng Tơ. Nên Anh Vũ đã ra đi mãi mãi, Hồng Tơ thì vướng vòng lao lý. Hôm qua, thông tin nghệ sĩ hài Hồng Tơ bị bắt giam vì hành vi đánh bạc đã khiến người hâm mộ bất ngờ. Bởi nhiều người hâm mộ còn nhớ anh chính, từng lên truyền hình, dám nói thật về quá khứ lỗi lầm, biết sửa sai của mình gây bao nhiêu xúc động. Đặc biệt trong chương trình ấy, người anh em thân thiết là anh Vũ đã xuất hiện và dành cho Hồng Tơ nhiều lời chân tình. Nay nghệ sĩ Anh Vũ đã ra đi mãi mãi, Hồng Tơ thì gây xôn xao tới thông tin bị bắt giam. Chỉ mới đây thôi, khi Anh Vũ từ trần, nhiều khán giả vẫn còn thổn thức xem lại clip 3 năm trước tại show Ánh Hào Quang của hai người, giờ đây mọi chuyện đã khác. Nhiều khán giả vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc anh Vũ xuất hiện bên Hồng Tơ trong chương trình show Ánh Hào Quang. Chủ nợ giăng mồm chạy chiếu trước cửa nhà Hồng Tơ. Trong chương trình, Hồng Tơ ngậm ngùi nhìn lại quá khứ kiếp đỏ đen của mình, anh nói: "Thưa quý vị, là một người nghệ sĩ, tất nhiên ai cũng muốn đưa những hình ảnh tốt đẹp đến với những người yêu quý mình. Chứ đã là nghệ sĩ thì không ai dạy gì lại đem những cái xấu của mình để phơi bày ra cho mọi người. Nhưng ở đây cho phép Hồng Tơ được chia sẻ, những gì Hồng Tơ bộc bạch hôm nay là hoàn toàn sự thật. Anh cho biết do lún vào cờ bạc nên nợ nần chồng chất.
mượn hết anh em bạn bè, rồi không ai cho vay nữa, đến mượn dân xã hội đen. Nam danh hài từng vướng những tình huống đòi nợ oái âm, 30 Tết chủ nợ vẫn đến nhà bấm chuông, bấm đến nỗi cháy chuông khói mù mịt, khiến hàng xóm tưởng cháy nhà. Anh bị thoái mạ bằng những từ ngữ đau đớn như là một cái thằng nghệ sĩ có tên tuổi mà đi thiếu nợ, giật nợ, rồi những người cho rằng Hồng Tơ mượn tiền phải giăng mùng, chạy chiếu trước cửa nhà Hồng Tơ. Nói chừng nào anh trả tiền mới cuốn chiếu cuốn mùng. Hồng Tơ đã trải qua nhiều ngày tháng sống chui nhủi vì nợ nần. Nam nghệ sĩ từng phải trốn chui trốn nhủi, thậm chí trốn trong tủ quần áo, trốn trên nóc nhà giữa trưa nắng nóng. Nhà thì bán, vợ con không còn ở bên, đi hát cũng không dám đi vì sợ chủ nợ đến đồi. Hồng Tơ sống túng quẫn, có lúc nghĩ đến tự tử. Nói về lý do chỉ nghĩ thôi chứ chưa thực hiện hành vi tự tử, anh nói rằng vì anh rất quý trọng hình hài thể xác này, bởi vì khi anh có con anh sốt là anh đã cảm thấy khó chịu. Thì mình nghĩ tới tí má mình ngày xưa cũng chăm sóc cho mình để có được hình hài ngày hôm nay. Vậy thì tại sao chỉ vì một cái lỗi lầm mình gây ra để bây giờ mình chối bỏ cuộc sống này? Khi mình đi rồi thì mình được nhẹ nhàng thể xác, thế còn những người xung quanh thì thế nào? Và rồi anh quyết tâm vực dậy làm lại cuộc đời. Anh từng tìm được tia sáng mới trong cuộc đời và có một người bạn thân đã chứng kiến từng ngày đổi thay trong những bước đầu làm lại cuộc đời của Hồng Tơ, đó là nghệ sĩ Anh Vũ. Câu nói thấm thía của cố nghệ sĩ Anh Vũ từng dành cho bạn thân Hồng Tơ. Anh Vũ đã đột ngột ra đi hơn một tháng qua. Nhìn lại những hình ảnh khỏe khoắn, vui tươi, líu lo, rồi lại trầm ngâm với những câu nói thấm đượm chân tình của anh, người hâm mộ không khỏi xót xa. Đó cũng là một kỷ niệm tuyệt vời, những khoảnh khắc không thể nào quên đối với khán giả. Những hình ảnh vui tươi của cố nghệ sĩ Anh Vũ, nghĩ đến hiện tại mà không khỏi xót xa. Nhiều khán giả không khỏi xót xa khi xem lại clip, không chỉ từ 3 năm trước mà cả khi nghệ sĩ Anh Vũ mất, khi hay tin Hồng Tơ bị bắt. Nói về mối quan hệ với Hồng Tơ, anh Vũ chia sẻ rằng biết đàn anh từ khi chưa vào nghề. Đến được đi diễn chung rồi có nhiều chuyến lưu diễn nước ngoài với nhau, cả hai trở nên thân thiết. Chứng kiến những ngày tháng cơ cực của Hồng Tơ, anh Vũ nói rằng dù anh ấy có những tháng ngày bế tắc, nhưng anh ấy vẫn còn niềm đam mê sân khấu. Anh ấy muốn giữ lại hình hài của anh ấy. Anh ấy muốn sống để làm lại cuộc đời và đã làm được rồi. Bản thân mình sau này bằng tuổi như anh Tơ, mình có làm được như anh ấy không? Có dám đứng trên cái sai của mình mà cảnh tỉnh cho những người đang rơi vào hoàn cảnh đó, đừng có bi quan. Đặc biệt câu nói này của anh Vũ đã in đậm trong lòng khán giả, khiến nhiều người tâm đắc vì quá chí lý. Có thể quá khứ của bạn không hoàn hảo, nhưng không có nghĩa là tương lai bạn không thể hoàn thiện. Câu nói ấy đã khiến Trấn Thành và người hâm mộ vô cùng thấm thía. MC Trấn Thành còn nói thêm, ít ra muốn hoàn thiện được tương lai, với một quá khứ không hoàn hảo trong cái hiện tại, mình phải hoàn lương đã. Những ai đã đang mắc sai lầm, nhớ đến câu nói của anh Vũ hẳn có thêm động lực. Những ngày tháng hoàn lương ấy của Hồng Tơ, cơ hội bất ngờ đến khi anh được bầu show nước ngoài mời, rồi ra đĩa, anh Vũ cũng ở bên động viên giúp đỡ. Khi ra nước ngoài, anh Vũ hết lòng bán giùm, mời chào khán giả mua đĩa cho Hồng Tơ, dù bản thân đàn anh hết sức ngại ngùng, nhờ anh Vũ mà khán giả đến mua, rồi Hồng Tơ cũng nhìn anh Vũ bất ngại học theo. Những kỷ niệm ấy chắc chắn không thể quên trong cuộc đời Hồng Tơ. Giờ đây, nếu những thông tin anh bị bắt giam là thật, chỉ mong Hồng Tơ nhớ lại câu nói năm nào của người bạn thân quá cố. Quá khứ không hoàn hảo không có nghĩa là tương lai không thể hoàn thiện. Sau khi chia tay Khổng Tú Quỳnh, đây mới thực sự là bờ vai vững chắc của Ngô Kiến Huy. Hành động đáng ngờ của cặp đôi này một lần nữa khiến các fan hâm mộ đứng ngồi không yên. Mỗi lần xuất hiện cùng nhau, cặp đôi này lại quấn như Sam và hay có những hành động tình cảm khá ngọt ngào. Sau cuộc tình chia tay với Khổng Tú Quỳnh, khán giả thấy Ngô Kiến Huy có vẻ sốc khép kín hơn. Anh chàng không còn chia sẻ những gì liên quan đến tình yêu trong thời gian qua. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng đang râm ran một cô gái đang được cho là người yêu tin đồn của nam ca sĩ. Nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng ở mức nghi ngờ vì cả hai đang chưa từng lên tiếng thừa nhận. Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Ngô Kiến Huy và BB Trần khiến dân mạng phải đặt dấu hỏi lớn. Việc tham gia chương trình Chạy Đi Chờ Chi đã giúp cho cả hai trở nên thân thiết với nhau hơn. Trong showbiz, Ngô Kiến Huy và BB Trần vốn là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Nếu như khán giả quen mắt hình ảnh BB Trần nữ tính, còn khi bên cạnh Ngô Kiến Huy thì trưởng nhóm BB & BG lại trở thành chỗ dựa vững chắc cho nam ca sĩ. Trên trang cá nhân của mình, hai nghệ sĩ cũng không ngại đăng tải những hình ảnh xuất hiện cùng nhau khá tình cảm. Thậm chí cả hai còn bị người hâm mộ ghép đôi khi nhìn thấy những hình ảnh tình tứ của Ngô Kiến Huy và BB Trần. Chưa hết, BB Trần còn gây hoang mang khi đăng tải hình ảnh đậm chất ngôn tình kèm câu hỏi ai công ai thụ.
Trong ảnh, Ngô Kiến Huy ôm chầm lấy nam diễn viên hài từ phía sau và biểu cảm vô cùng nũng nịu. Đáp lại hình ảnh này, Ngô Kiến Huy cũng dành tặng lại cho người bạn của mình một câu nói khá tình cảm. Rõ ràng chúng tôi thuộc về nhau. Trước tình hình này, nhiều đồng nghiệp cũng như khán giả tỏ ra phấn khích và hối thúc họ nhanh chóng trở thành couple. Đã thế, cặp đôi lầy lội này còn không ngại tung hỏa mù bằng loạt ảnh ngọt ngào tình tứ, không khác gì những cặp đôi đang yêu nhau. Hay mới đây, hình ảnh BB Trần sát cánh cùng Ngô Kiến Huy tại sân bay khiến nhiều khán giả nhanh chóng tưởng họ đang yêu nhau. Không những vậy, cả hai còn thường xuyên đăng ảnh tình tứ diện đồ đôi mỗi khi xuất hiện. BB Trần và Ngô Kiến Huy không ngừng ngại nắm tay ôm ấp tình tứ giữa chốn đông người và gọi nhau là vợ chồng. Những khoảnh khắc tình bể tình không kém phần hài hước của hai chàng trai khiến người hâm mộ thích thú. Không ít khán giả còn suy đoán rằng biết đâu được trong thời gian tới showbiz sẽ lại có thêm một cặp đôi siêu hài hước đáng yêu này thì sao?